Liên quan đến đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi đã đưa ra hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên như quy định pháp luật hiện hành về tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phương án 2 đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm. Nhiều đại biểu tán thành phương án 2 với lý do hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp tòa án là quan hệ hành chính, bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử và tính độc lập của tòa án. Chúng ta khẳng định là tòa án là cơ quan xét xử của nhà nước, tòa án thực hiện thẩm quyền tài phán của quốc gia chứ không phải là tòa án xét xử của cấp huyện hay cấp tỉnh. Cho nên chúng ta phải thay đổi, và thay đổi này là phù hợp với xu hướng của thế giới. Tổ chức lại tòa án theo thẩm quyền xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm để khắc phục tình trạng quan hệ giữa cấp tòa án là quan hệ hành chính, góp phần thực hiện nguyên tắc độc lập xét xử. Hiện nay, tòa án nhân dân cấp sơ thẩm, tòa án nhân dân phúc thẩm đều được quy định rõ trong các cái luật tố tụng và trong bản án. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng việc đổi mới tên gọi nhưng nhiệm vụ quyền hạn của các tòa án được dự kiến đổi mới này không thay đổi. Mặt khác, phải sửa đổi nhiều luật có liên quan, nhất là các luật trong lĩnh vực tư pháp để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phát sinh nhiều chi phí khác như sửa con dấu, biển hiệu, các loại biểu mẫu, giấy tờ. Do đó, đề nghị giữ nguyên quy định của luật hiện hành. Về đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện theo hướng thẩm quyền xét xử ở khoảng 1 điều 4, dự thảo đưa ra hai phương án. Tôi thống nhất với quan điểm và cách giải trình tiếp thu chỉnh lý của ban soạn thảo, tán thành phương án 1. Nhiệm vụ của các tòa án này thì tôi thấy là theo cái giải trình thì thấy nó không, cũng không có thay đổi. Và các tòa án vẫn gắn với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh. Tòa án dân phúc thẩm vẫn xét xử sơ thẩm một số vụ án. Quy định này thì tôi thấy là vẫn còn là chưa có sự thống nhất với các cơ quan tư pháp khác như là Viện Kiểm sát. Đặc biệt là Viện Kiểm sát vẫn là Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát dân huyện. Còn tòa thì chúng ta là sửa đổi lại, mà tôi thấy nội dung này thì nó không, cũng không có cái gì là nó khác hơn, thì tại sao chúng ta phải đổi? Vì có nhiều ý kiến khác nhau nên đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép lấy phiếu ý kiến lựa chọn phương án.